Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tuấn Vĩ đang còn có mặt tại gia đình của nhà anh Hải ở tại thị trấn Cái Bè của tỉnh Tiền Giang. Thì trong thời gian qua thì anh Hải có thường liên lạc với Tuấn Vĩ, cũng mong muốn là kiếm được ý trung nhân của mình. Nên là hôm nay thì cũng sẵn Tuấn Vĩ đi thiện nguyện về ngang con đường này, nên là Tuấn Vĩ đã ghé ngang nhà anh Hải và để ghi nhận thực tế cái ngôi nhà mà anh Hải đang ở. Và giờ đây thì mời các cô chú và các anh chị chúng ta cùng trò chuyện với anh Hải. Chào anh. Chào dạ. Dạ. Chào Tuấn Vĩ. Anh Hải có thể giới thiệu tới cho các cô chú, các anh chị biết là hiện thời thì anh Hải là bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì anh Hải ha? Hiện nay anh Hải 59 tuổi. Hiện nay công việc thì anh hàng ngày thì anh chạy xe ôm. Anh chạy xe ôm. Ở thị trấn có cái đoàn đi làm từ thiện thì anh đi theo, anh trợ giúp, anh phụ vậy đó. Ngoài ra là anh chỉ có nhiêu anh chạy xe ôm, nhưng mà ai khách ai điện thì anh chạy. Còn nếu mà ngày nào anh đi làm từ thiện phụ dưới đoàn, những phái đoàn ở thành phố xuống chùa người ta phát phần quà từ thiện đó, là tôi lại ủng hộ, tôi phát cho người ta. Đó, vậy Rồi anh Hải có thể cho em cũng như là khán giả được biết là hiện nay thì anh Hải đang sống với ai, với mấy người con, rồi con cái sao anh Hải? Hiện nay tôi được ba người con vậy, ba đứa con hiện nay nó sống ở Sài Gòn. Bây giờ ở gia đình thì sống chỉ con mình. Con nó biểu phá cửa đi về trả anh sống mà tôi không chịu. Con nó nói thôi bây giờ cha lớn tuổi rồi, sợ nhiều khi cha bệnh hoạn này kia cái nọ. Rồi bây giờ con nó bây giờ cha kết nối yêu thương kêu chú Vĩ đi. Con gái của anh nó bảo coi như cái chuyện giàu nghèo không thành vấn đề, nhưng mà phải thật tình thật dạ. Vậy là cái con gái là cái người ở chỗ cái hình cưới này đó hả? Con nhỏ này con gái thứ hai của anh. Cho em coi chút được không? Được em. Anh giới thiệu cho em chút coi, đây là đây là con gái thứ hai. Gái thứ hai anh là nó ở chồng, có chồng ở quận 2. Đó, rồi vậy đó anh ha. Rồi từ từ anh giới thiệu cho em ha. Đẹp quá anh ha. Chụp ở đâu mà đẹp quá? Người cũng đẹp mà cảnh cũng đẹp nữa. Nó không biết nó chụp ở đâu, không biết hai đứa đó nó chụp cái hình cưới đó. Còn bên đây thì bên đây là hình này là hình đại gia đình. Hình này là hình đại gia đình là gì? Đây đó anh. Đó này con nhỏ con gái thứ hai của anh nè. Là con nhỏ đó đó, con nhỏ này là con nhỏ thứ ba. Thằng này thằng rể thứ ba. Thằng này là thằng rể thứ hai. Thằng này thằng trai út của anh. Đó. Hiện nay ba đứa ở Sài Gòn toàn bộ. Ba đứa ở Sài Gòn luôn anh ha. Vậy là cái việc hôm nay em ghé đây thì con anh cũng đồng thuận anh ha? Đồng ý, con anh đồng ý. Đó, nhỏ này nhỏ gái thứ ba của anh. Còn cái hình cưới này là hình của nhỏ thứ ba là tên Thanh Thúy đó hả? Thanh Thúy. Đó. Đây đó anh ha. Đó. Vậy này chắc có cháu hết rồi anh Hải hả? Rồi, coi anh như anh có cháu ngoại hết trơn rồi vậy. Đó. Thì mấy đứa nhỏ nó kêu anh là kêu ông Tuấn Vĩ đến để ghi chú nhận. Kêu chú Tuấn Vĩ kết nối cho cha đi. Bị gì cái dạng nói với Vĩ như vậy. Người phụ nữ ngoài đường bây giờ là rất là nhiều. Chứ không phải là không có. Nhưng mà ý coi như là Tuấn Vĩ anh nói rồi, cũng như cái món ăn của mình. Mà mình ăn cái chỗ đó ngon, mình lại mình ăn. Đó, rồi mình đang dùng bây giờ cái món chỗ có quán nó bán mình biết đâu có ngon đâu. Không? Đó bây giờ cũng như anh nhờ Vĩ coi như kiếm biết cái người ở chỗ đó có nhà cửa góc gác ta người ta thế nào. Có đúng đắn hay không? Đúng rồi. Cho nên là vì lẽ đó cho nên là anh biết không, em phải tới tận gia đình của anh Hải em ghi nhận là vậy. Đúng rồi, hôm nay bởi vì vậy nè. Hôm nay em tới anh mừng quá mừng luôn vậy. Thiệt á, anh coi như trong đêm nay có lẽ không biết anh có ngủ được hay không nữa. Cái đó anh nói thiệt. Bởi vì anh biết em coi như là cái em công chuyện em nhiều lắm chứ không phải là bị cái chỗ này còn cái chỗ kia chỗ nọ nó nhiều lắm chứ không phải là riêng một mình. Đó. Ví dụ như vậy nè anh Hải nè, cho em ví dụ một cái. Ví dụ chẳng hạn như là một người con gái nào đó mà khi em ghi nhận họ muốn kiếm một người đàn ông thì họ cũng muốn biết là nhà cửa của người đàn ông đó ra làm sao. Đúng thôi. Rồi gốc gác người ta ở đâu.
Để ví dụ chẳng hạn như bây giờ cứ tự dưng một ai đó mà xin số điện thoại để liên lạc, rồi lỡ ví dụ như là cho đúng. cho đôi bên liên lạc xong rồi ví dụ như họ chở cô đó đi đâu rồi làm sao, đúng rồi, rồi đúng biết rồi, nhà đúng cửa này kia ở đâu, đúng rồi ví dụ như vậy, đúng rồi, hoặc là chỗ đó anh đồng ý, hoặc là lỡ mà chở cô đó đi thì ví dụ chẳng hạn như những cái chuyện mà tài sản trên người hay là cái gì, ví dụ cái gì đó, đúng rồi cho nên là thời giờ nói thật sự mà nói là nói thì em không phải là em nghi ngờ anh Hải hay là sao đó, nhưng không phải mà em tới, khi em tới ghi nhận anh Hải rồi có thể người khác người ta mới dám ngỏ ý với anh Hải, đúng chứ còn nó bây giờ nó đang còn xa xôi ở đâu thì làm sao, đúng rồi ai biết ai đâu mò. Dạ. Bởi vì trong cái quá trình anh nói vậy á thì coi như là cái chuyện cái xã hội thì giờ anh nói thẳng như xã hội bây giờ anh nói thẳng như vàng thao lẫn lộn. Dạ. Thì bây giờ vậy cho anh số điện thoại mà cái người kia anh điện người ta đâu có biết nhà biết cửa anh. Dạ. Thì đúng. Dạ, không biết thì dũng dĩ nói về anh đồng ý cho này coi. Dạ. Như phải tới nhà đúng phải rồi. Biết gốc gác ở vợ con như thế nào, đúng rồi. Có hoàn tất hay chưa. Dạ. Đó để lát nữa rồi mất công em mang tiếp. Dạ, dạ. Tưởng sao anh dĩ anh chỉ anh này trời. Dạ. Ơi tưởng sao anh ăn nhậu anh quậy quạng lùm xùm này kia không. Dạ. Có làm vậy tội nghiệp cho cưng anh biết nữa chứ. Dạ. Vậy em là năm nay anh Hải là 59 tết này là đúng anh 59 tuổi, anh tuổi mèo. Dạ, dạ. 59 tuổi nhưng mà nhìn có vẻ như sức khỏe của anh Hải rất là tốt ha. Anh hả? Dạ, nhìn có vẻ anh tốt. Anh nói thẳng như vậy á, cái sức khỏe của anh á, coi như anh chăm sóc sức khỏe anh dữ lắm. À. Tại vì anh người anh không có nhậu. À vậy ha? Anh không có nhậu. À. Đặc biệt như đám tiệc, uống như vậy một lon, rồi trong cái buổi tiệc đó rồi anh ra về. Chứ không có. Dạ. Đi chỗ này chỗ kia. Dạ. Thì dĩ dầm em đi coi nhà anh đi, anh đi từ trước ra sau đó thì... cái bạn này của con nhỏ cháu ngoại. Dạ. Bây giờ nó về mẹ nó về Sài Gòn nó ở rồi. Dạ. Là con nhỏ con gái của thứ ba này. Dạ. Đó. Vậy rồi anh Hải là công việc của anh là nghề chính là chạy xe anh ha. Anh chạy xe ơi. Chạy xe thì ai kêu thì mình đi anh ha. À. Chắc là cũng chủ yếu là mối quen hả anh Hải? À. Rồi còn cái đó nãy dĩ mới vô khách ta điện anh đó. Dạ dạ. Anh nói anh nhà có khách. Dạ. Anh đâu nói láo gì đâu. Dạ không có gì đâu, nói chung là mình có sao mình bày không tỏ. Nhưng mà cái chuyện là mình làm cái chuyện chính anh đâu có làm chuyện gì đâu mà để. Dạ. Xấu xã hội đâu mà giấu. Dạ. Đặng dù cái gì nó cũng có cái là cái nghề em. Dạ. Anh nói em đúng không? Dạ. Mà anh Hải gần Tết này mà ở mình chắc cũng buồn anh Hải ha. Gần Tết. Buồn. Dạ. À thì cái dạng buồn không. Thấy người ta sum họp á. Thằng Út anh bữa 29 Tết nó về. Dạ. Rồi hai nhỏ gái qua nó mùng con mới về. Dạ. Được chơi. Ừ. Tại vì công nhà cửa ở chợ. Dạ. Đó. Mà hơn nữa nó lấy chồng thì theo chồng là đúng rồi. Đúng rồi nó lấy chồng. Thì lấy chồng phải theo chồng. Đó bây giờ thì nó ở bên chồng nó. Thì hôm bữa anh đi chợ nó không phải giấu cái gì. Dạ. Anh lên chợ con nhỏ con gái lớn á. Nó ăn tân gia nhà. À. Rồi sẵn anh khám bệnh luôn. Dạ. Rồi nó hôi cha sẵn xe này, cha chở mớ đồ về đây rồi bữa. Dạ. Hai mấy này con về con mua bông mua kiển rồi con đem đồ về cho cha nữa. Dạ. Đó. Thật ra một mình sống thì cũng khỏe chứ cũng không có phải nặng gánh này kia gì. Đúng rồi anh không có bận rộn, nói chung ra nói thẳng anh nói thẳng bây giờ là anh không có bận rộn, anh không có lo vấn đề kinh tế, anh không có lo. Cái đó anh nói thiệt. Thoải mái thôi đúng. Anh thoải mái. Ừ. Thành ra cái sức khỏe anh lúc nào. Dạ. Anh. Dạ. Đó coi như một là mình sống nó thoải mái. Đó thì ăn uống thì sau đó thì xong rồi lên võng đây tự nấu tự anh nấu luôn. Yeah. Đó thì không. Yeah. Anh nấu sáng anh ăn chiều luôn à. Dạ. Yeah. Đó hôm nay nó món gì, hôm nay có món gì với anh hôm nay hả? Dạ. Yeah. Hôm nay anh ăn cá lóc nấu canh. Yeah. Cải bè xanh. Yeah. Cái đầu nấu tô canh. Yeah. Còn cái mình khứa ra kho tiêu. Vậy. Ừ. anh có ao ước không? Anh có ao ước là sẽ có một cái bàn tay phụ nữ về để mà thì, anh cũng anh nói thẳng như vậy á, thì coi như anh muốn nhờ như vậy thì anh cũng ao ước cái khoảng nửa đời anh còn lại. Dạ. Thì anh cũng nhờ như vậy coi như kết nối giùm cho anh muốn cần một cái người để về sớm hôm bầu bạn cơm nước khi đau ốm có nhau. Dạ. Đó anh chỉ cần mong bao nhiêu đó thôi. Dạ. Chứ ngoài ra anh không cần đòi hỏi cái gì nữa tất cả. Dạ. Dạ. Đó. Vậy thôi. Đó thì anh nói cái tuổi 59 thì
cái sức khỏe về về việc mà nói nó hơi tế nhĩ một chút xíu là về cái chứng minh về cái phái mạnh của mình thì anh còn mạnh không? Cái thể lực của anh. Dạ, cái thể lực còn mạnh không? Còn mạnh chứ, thể lực anh còn khỏe, còn mạnh chứ. Đó. Bởi vì cái đoạn đường mình đã có đi qua rồi vậy, mà bây giờ chỉ mình cần có cái người bầu bạn sớm hơn, cơm nước giặt giũ, đau ốm có nhau thôi. Dạ. Đó. Đúng rồi. Thấy một mình ở thì cũng hơi buồn buồn anh ha. Hơi buồn, nhưng mà cũng có cái truyền hình để giải trí, rồi không thì điện thoại đó thì anh coi cho em. Hãy coi Tuấn Vĩ. Em đi chương trình chỗ này chỗ kia anh coi. Dạ. Rồi hôm nay coi bếp núc sao, coi nấu được món gì thôi. Giới thiệu em coi có cần bàn tay phụ nữ không, để coi bữa nào về cho ai về đây cho người ta quen. Đây, đó, anh em xuống coi đây anh. Đó. Đây anh không có nói láo gì em đây. Dạ, cá, đây cá lóc kho tiêu. Em không phải là nói láo gì. Không có đây. Quay đó, ghi nhận cho nó vô. Đó, đây. Em quay đó anh thấy gõ gà không đó. Cá lóc nấu cải bẹ. À. Còn khứa thì nấu canh. À. Tội nghiệp quá ha, một thân mình vậy là nồi cơm nhỏ 3S ha. Đó, cơm đó. Em thấy không? Để nấu một buổi ăn hai buổi. À. Em anh nấu buổi sáng anh ăn đó thì nói chung đó anh cuộc sống anh là vậy đó. Em thấy không, đơn sơ vậy thôi thì nói chung ra thì cái cuộc sống anh vậy đó thì Dĩ đến đây thì Dĩ thấy rồi đó, chứ không phải là anh là người là láo xược giả dối gì hết. Dạ không có ghi nhận thôi, anh đừng có bận tâm cái chuyện đó. Rồi còn anh mơ ước thì anh mơ ước sau này anh sẽ gặp được một cô vợ như thế nào? Đặng dù như anh mơ ước gặp một cái người á, như đặng dù bây giờ cái lúc bước ban đầu á, cái người đó ở đâu làm cái chuyện gì á là anh không biết, nhưng mà một khi bước chân về với anh thì á, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Chứ đừng có mà lớn tiếng anh không thích. Dạ. Đó, anh mong muốn, đặng dụ bây giờ em muốn cái gì em nói thẳng với anh. Anh muốn cái gì anh nói thẳng với em. Đặng dụ vợ chồng mình á, gắn bó với nhau khoảng nửa đời còn lại hai đứa. Đó chứ không phải mà mình để hơn thua để làm cái gì. Mình chỉ dùng cái lời nói mình muốn cái gì thì mình thỏa thẻ, mình tâm sự, mình nói với nhau. Chứ đừng có rượu chè về mình dằn mâm sáng chén người ta. Mình thấy cái hoàn cảnh người ta như là hồi hôm vậy, anh nói như vậy anh thấy cái cô gì cái anh thấy cô gì Dĩ đi hôm bên Vĩnh Long hay gì phải không, cô Sen ha. Cô Sen. Nhưng mà mình thấy anh nói như vậy với Dĩ á, coi như là anh nhờ Dĩ để coi như là kết nối cho anh á, là anh thường xuyên theo dõi Dĩ đi chỗ này chỗ kia, mình coi người anh để thấy người anh để cái người mình đáng cái người anh nói với Dĩ anh hôm nay anh nói thẳng cái người mình đáng để thương mình thương. Còn cái người mình không đáng để thương thì để người khác người ta thương. Đó. Chứ mình đừng có khi bị người ta, mình đừng có bắt bẻ người ta, anh không hiểu chuyện đó. Mà hơn nữa đó anh Hải biết không, đôi khi không hợp người này nhưng có thể hợp người khác. Đúng rồi. Dạ. Ví dụ chẳng hạn như khi em ghi nhận anh Hải lên, ví dụ như có một số người là không hợp cái tính cách họ không thích, nhưng có một số người ta lại rất là thích cái phong cách của anh Hải, rất là thích cách nói chuyện của anh Hải và rất thích cái sự mà mộc mạc của anh Hải, ví dụ như vậy. Thì điều quan trọng là kiếm được cái người phù hợp. Vậy là trong nhà này kia anh cũng thờ cúng này cái đàng hoàng của anh ha, một mình mà cũng thờ cúng ha. Đúng cho anh, đúng cho em, anh coi như là bông hoa này kia cái nọ là. Hồi sáng anh mới đi chợ anh mua hai bộ đồ là mai cúng đưa ông Táo nè. Đàng hoàng đó. Anh đâu nói là gì đó, mua mua đồ cúng ông Táo nè, mai đưa ông Táo. Mai trẻ cho dưa hấu nó ra cúng đưa ông Táo đó. 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 Vậy là nói đúng ra là anh coi chương trình Tuấn Vĩ cũng nhiều đúng không anh? Anh coi nhiều lắm vậy. Nhưng mà mình để anh hôm nay mới nói vậy, coi như là thì anh nói mình để coi như vậy làm cái chương trình nhiều cái anh thấy rất đau lòng, thương thương người tội.
nhiều cái gia đình anh thấy anh nằm trên võng, tự động anh nói như vậy anh thấy anh rớt nước mắt luôn. Dạ. Cái đó anh nói bằng cái sự. Dạ. Cái đó anh nói bằng cái sự thật luôn á chị. Anh xúc động quá vậy. Vì không phải nhìn không mạnh mẽ. Không phải anh nói như vậy á, không phải không nói như vậy á, không ai mà sống đời lột da sống hoài vậy. Dạ. Nhưng mà cái xã hội này nó, anh nói như vậy á thì coi như nó nhiều người lắm, biết không? Nhưng mà anh để coi như anh chọn lựa những cái người coi như là người ta đáng thương. Dạ. Mình thương người ta. Dạ. Chứ không phải mà mình để mà mình quạnh hẹ người ta cái chuyện này chuyện kia, không có. Con người anh không có từ lâu rồi. Nói thẳng như vậy, anh mấy năm nay rồi á, anh cứ theo cái chương trình của Dĩ lâu lắm rồi. Coi như hôm rồi á, anh mới điện Dĩ, anh đi thành phố đó. Rồi Dĩ nói em ở Đồng Tháp đó, anh tính mời em qua nhà con chơi. Biết không, cho biết nhà con của anh bệnh ở quận 2. Nói đúng ra thì anh Hải cũng ngưỡng mộ cô Sen. Đó, nói cũng xin thưa với cộng đồng là anh Hải có ngưỡng mộ cô Sen. Nhưng mà em muốn hỏi anh Hải một điều nè. Sao em? Tức là anh có ngưỡng mộ cô Sen đúng không? Đúng rồi, anh thấy cái tình cảm, thấy thương, thấy tội. Nhưng mà cho em hỏi này là vậy rồi khi mà thấy hoàn cảnh của cô Sen cũng không có điều kiện, vậy rồi anh có e ngại không? Không anh, không em. Không có e ngại. Bị cô Sen hồi hôm cổ trình bày hết trơn rồi. Dạ. Anh nắm hết trơn hồi hôm cổ trình bày với em rồi. Dạ. Thì coi như hôm em anh hỏi cổ trả lời thì anh thu thập những cái lời nói. Mà anh quý cô Sen ở cái điểm nào, anh thích cô Sen ở những tại điểm vì nào? Một cái người phụ nữ mà can đảm coi như là sức cái thân mà đi từ xa mà về mà để xây dựng lên cái nhà mà với lại nuôi bà mẹ. Dạ. Đó, anh thấy cái điều đó là một cái người phụ nữ người ta can đảm. Dạ. Với hai nữa, người ta đã hết mình rồi, người ta cầm tờ giấy số người ta đi bán. Dạ. Mà những cái người mà ăn nhậu mà không có hiểu được cái hoàn cảnh nhà của người ta. Dạ. Mà tưởng là cô Sen là một cái người bán dâm. Dạ. Đó, là mà nói với cô Sen mà cô Sen cầm tờ giấy số cô Sen đi bán mà cô Sen rớt nước mắt. Đó. Dạ. Thấy thương cái tội cái người người ta. Cho nên là qua cái sự việc này thì em mới thấy rằng á là con người ta cứ bày tỏ thực đi thì sẽ được người khác thông cảm và sẽ thương cảm. Đúng rồi, thì tại vì cô Sen cổ bày tỏ cái thật tình. Dạ. Chứ còn nếu không có giấu giếm. Dạ, ví dụ như mình cứ giấu rồi đâu có ai biết cuộc sống của mình ra làm sao. Đúng rồi. Đôi khi lại là còn lầm tưởng theo cái hướng chiều hướng khác. Đúng anh. Nếu ví dụ như là mình không bày tỏ mà mình cứ giấu hoặc là mình ra vẻ này kia thì lại là đôi khi lại là tưởng là nó xoay ra một cái chiều khác chứ không phải là cái con người thực của mình nữa. Đúng rồi. Còn như cô Sen đó thì thấy thật sự là trước mắt thì vị cũng thấy là cô Sen bày tỏ rất là thực tế. Thực tế coi như thực tình, tại vì cái người phụ nữ người ta hạ cái mình người ta xuống. Người ta chỉ cần sức cái thân người ta để người ta lao động, người ta lấy cái đồng tiền. Mà cái người, những cái người đàn ông lỗ mãn không có biết nhà cửa người ta, thấy người ta bán số vậy rồi mình đánh giá người ta cho rằng là người ta vậy. Mình đừng nghĩ vậy. Người ta bán vé số cũng làm cái nghề. Rồi những cái người người ta cũng có như vậy nhưng mà không phải mà người ta làm như vậy. Mình đừng đánh giá người ta. Thành ra thấy cô Sen cô xúc động. Bởi vì người ta cầm vé số, người ta đi bán 100 tờ vé số là chỉ một ngày người ta chỉ có 100 ngàn bạc. Đúng rồi. Đó mà về người ta nuôi mẹ người ta. Đó. Có một tình huống này, ví dụ như mà tuy rằng là em ghi nhận là cái tấm lòng của anh bày tỏ và ghi nhận những cái điều anh muốn nói, nhưng lỡ rủi mà cô Sen không có đáp ứng lại cái tình cảm của anh thì không biết anh có buồn nhiều không? Không, anh cũng vẫn bình thường thôi em. Dạ, vẫn vui vẻ bình thường thôi chứ không có gì. Dạ. Chứ không có gì để buồn phiền hết. Dạ. Nhưng mà thấy thương cổ mà cái cảnh người phụ nữ mà gánh vác nuôi mẹ đó, mà xuất thân ra đi bán vé số mà để người đàn ông người ta đánh giá con người đàn bà cho rằng là như vậy. Dạ. Đó, thì anh thấy chỗ đó tội nghiệp cho người phụ nữ thôi. Dạ. Đó. Còn có một điều nữa
là ví dụ có những cái tình huống là lỡ cô Sen không thích anh nhưng lại có một người phụ nữ khác nghe được cái sự bày tỏ của anh và họ rất là cảm mến anh và muốn được làm quen với anh, thì cái điều đó anh có chấp nhận không? Được, anh sẵn sàng tiếp đón em. Yeah. Không có gì. Được thôi. Anh yeah. nếu mà cô Sen không được thì người khác thì anh vẫn dạ sẵn sàng tiếp đón. Tìm chứ hiểu, không có gì hết. Tìm hiểu đúng không anh? Sẵn sàng tìm hiểu nhau. Vẫn hằng sẵn sàng anh tìm hiểu em. Không có gì hết chứ, anh không ngại ngùng yeah. gì hết. Còn hợp nhau thì tính mình đến. Tính tới. Còn nếu không hợp nhau thì cũng coi như đó mình cũng thử đúng không anh? Thử coi cái duyên của mình nó tới đâu. Đúng rồi em. Rồi cho em hỏi là theo em nghĩ thì anh chạy xe vậy thì trong cái mối quan hệ của anh chắc là cũng nhiều chứ, chứ đâu phải là ít, nhưng mà không biết cái duyên nào mà khi anh coi cái clip của em thì anh lại thấy thích cô Sen để anh bày tỏ. Thì coi như hàng đêm á, thì bữa nào mà anh về sớm á, thì anh coi cái đoạn của em, coi như em đi ở đâu yeah. em tới gia đình nó như thế nào yeah. anh theo dõi, anh coi yeah. thì coi như là anh thấy cái cô Sen cái trong cái quá trình ta người phụ nữ như vậy mình đáng yeah. thương người ta yeah. đó, nhưng cái mình cái người mình muốn thương mà mình kiếm mới gặp đó yeah. rồi cái người mình không muốn thương yeah. mà cứ lại đeo đuổi mình không thích dạ yeah. đó, ở đời là nó vậy đó, đúng rồi, thường anh nói thẳng như vậy yeah, thôi thường đó. Là nó vậy. Thứ hai nữa anh nói như vậy á, mình ở đời nhau cái dạng cái tuổi có khoảng nửa đời cái anh còn lại thì hôm cô Sen cổ nói cổ cũng nửa đời còn lại, nhưng mà cái chuyện có cái người chồng già hay là nhỏ hơn cái chuyện nó không thành vấn đề yeah. thì cổ cần có cái nơi nương tựa yeah. để bản thân. Thì thấy cổ nói cũng cổ khóc, thấy cũng tội nghiệp dạ. bị gì á, cha thì chết rồi còn có bà mẹ, không có bà mẹ rồi hôm tính dĩ cho dạ. cho bà cụ 1 triệu dạ. anh thấy sao không thấy dạ. Cái tiếp tục á là em sẽ cho cô Sen xem cái cuộc trò chuyện này, nếu cô Sen đồng ý thì dạ anh có cần nghe điện thoại, anh cứ nghe đi. Anh có khách, nhà anh có khách. Ừ. Dạ. Rồi vậy nói đi em. Dạ, nếu mà cô Sen đồng ý thì anh em mình xuống nhà cô Sen thăm gia đình một bữa, không biết là cái điều đó anh có sẵn sàng không? Sẵn sàng em. Dạ. Hoặc là anh ok. Dạ, hoặc là cô Sen muốn lên gia đình mình chơi, không biết có được không? Anh sẵn sàng tiếp đón. Dạ. Không có gì hết. Cũng mong ngày đó đúng không anh? Nếu mà có cô Sen á, anh nói thẳng, nếu mà cô Sen có duyên có nợ nửa khoảng dạ. đời còn lại với anh thì cái đó coi như là anh rất mừng. Còn dạ. nếu không được thì anh cũng vẫn coi bình thường, cũng coi cũng như vui vẻ thôi dạ. chứ không có gì để buồn phiền. Dạ, không có không có buồn, không có buồn phiền gì hết chứ gì. Dạ. Rồi biết đâu được lại có một người nào đó thương mến anh, không chừng, ví dụ như vậy anh ha. Cái chuyện đó là cái chuyện mà ở đời nó thường xảy ra. Người ta thường nói cái gì mà theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo cái gì đó. Cho nên là để mà đôi bên gặp được nhau cũng là cái duyên. Anh coi với Dĩ nhiều cái clip, thấy những người anh thấy tội lắm. Có như cái cô gì mà cổ lết á. Cái cô gì cô lớp nào cô Hảo thấy cổ thấy tội nghiệp trời ơi, mùa hôi mùa hám ra đón tướng Dĩ từ ngoài đầu lộ mà vô tới trong nhà mà cái sinh hoạt mà lấy nước đầu cái nọ uống thấy tội cô Hảo tại vì nói với Dĩ nghe, tại vì cái số phận của mình ai cũng muốn đi đứng trọn vẹn hết chứ không phải ai muốn vậy Dĩ, đúng rồi, nhưng mà tại cái số phận của người ta đã như vậy rồi mình phải nên thương những cái người đó. Cái đó anh nói thiệt cái gì á. Dạ đúng. Chứ không phải mà mình thấy như vậy mình khi bị người ta, mình đừng có coi rẻ người ta. Mình dù cho cũng con người với nhau vậy nhưng mà tại cái số phận của người ta vậy. Số phận cho đó. Nên là mình được thông minh hơn, rồi sáng sủa hơn. Đúng rồi. Có điều kiện hơn, đó là một cái may mắn. Đúng rồi em. Một cái may mắn chứ không ai muốn như vậy anh ha. Đúng rồi. Đó anh thấy như vậy anh thấy tội. Thấy ổng
cổng và ổng ốm yếu quá thấy tội nghiệp. Dạ, ổng bữa đó anh thấy Vĩ cũng cổng cổ ra ca xe nữa đó. Vĩ nó trời ơi xả xả cổ ra chút nghẹt thở. Vui. Anh mắc cười quá, vui quá, nhiều kỷ niệm quá anh ơi. À, đi làm thiện nguyện nhiều kỷ niệm lắm. Dạ, bây giờ vậy sao thì em? Cái thời gian nó cũng vừa đủ anh. Thì cho nên là ngoài những cái câu hỏi của em ra thì anh có muốn bày tỏ gì thêm thì anh cứ bày tỏ. Còn nếu không nữa thì anh gửi lời chúc tới các cô chú và các anh chị, cũng như là gửi lời chúc tới cái người anh thương để chúc sắp đón một mùa xuân năm mới này anh nè. Yeah. Rồi, quý vị nói anh cũng cảm ơn quý vị. Yeah. Coi như hôm nay cũng chào khán giả, bà con gần xa trong ngoài. Coi như là đầu năm mới đã tới hết tuần nữa là tới yeah, tới xuân rồi. Nhưng mà Hải ở đây muốn cần để kết nối yêu, nhờ quý vị kết nối yêu thương giùm. Yeah. Nếu mà ai trên cái coi trên cái clip này thì yeah, cùng trang lứa tuổi muốn đến với Hải thì Hải yeah, sẵn sàng tiếp đón. Ok. Yeah. Năm mới chúc dồi dào sức khỏe, mần ăn phát tài phát đạt. Yeah. Muốn gì được như ý. Dạ. Yeah. Ok anh. Vậy thì em cũng chúc cho anh cùng gia đình mình là đón một mùa xuân thật là ấm áp. Yeah. Rồi chúng ta hãy cùng chờ tin vui anh ha. Yeah. Rồi sau này có tin vui gì thì em sẽ báo cho anh Hải sớm. Rồi rồi. Dạ. Yeah. Ok rồi. Vậy anh ha. Rồi anh mong. Yeah. Anh mong chờ em đó vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Ok anh. Để cái phần còn lại là để em sẽ sắp xếp. Dạ, để em sắp xếp, em trước tiên là em gửi cái clip này cho cô Sen xem này. Sau đó coi cô Sen trả lời như thế nào, rồi bắt đầu mình sẽ làm tiếp từng bước. Ví dụ như cô Sen đồng ý thì hai anh em mình sẽ xuống nhà cô Sen chơi. Rồi ok, ok. Dạ. Còn ví dụ như được sự đồng ý của anh và cô Sen muốn lên nhà chơi thì em sẽ cùng cô Sen lên đây thăm gia đình anh. Rồi rồi. Dạ, được được. Dạ. Ok em, không có gì hết. Trời. Dạ, đó là anh nói thẳng như vậy. Dạ. mình người ngay mà mình nói thẳng chứ mình. Dạ. Không có nói công nói quẹo. Dạ, anh. Dạ. Là vậy. Kính thưa quý vị thân mến, vậy thì chúng ta vừa nghe qua cuộc trò chuyện của Tuấn Vĩ và anh Hải, và giờ đây thời lượng thì nó cũng vừa đủ nên Tuấn Vĩ xin được kết thúc video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Rồi còn cái chuyện tình duyên thì tới đâu thì Tuấn Vĩ cũng chưa xác định được. Mà trước mắt thì Tuấn Vĩ thấy có tín hiệu rất là tốt. Vì anh Hải cũng thật lòng kêu Tuấn Vĩ đến nhà để bày tỏ cái điều này. Và đây là nhà cửa của anh Hải, nên là cái điều mà anh Hải nói thì là hoàn toàn là sự thật. Nên là cũng hy vọng sau này chúng ta sẽ được đón nhận một tin vui trong năm mới. Cuối cùng thì Tuấn Vĩ xin chúc cho các cô chú và các anh chị chúng ta đón một mùa xuân năm mới thật là an khang thịnh vượng. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ để xem những video mới nha quý vị nha. Giờ đây Tuấn Vĩ xin phép được kết thúc video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta chào nhau nha anh Hải ha. Yeah. Bye bye. Bye bye. Yeah.